Kính thưa quý vị, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u xơ tuyến tiền liệt ở Việt Nam hiện nay là một trong những bệnh phổ biến và có sự gia tăng qua các năm. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như có thêm kiến thức để phòng ngừa và điều trị kịp thời, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Hiện nay, tình trạng bệnh u xơ tử cung, u xơ tuyến tiền liệt đang ngày càng xuất hiện nhiều và đang có xu hướng trẻ hóa. Mặc dù có thể phòng ngừa cũng như phát hiện và điều trị sớm, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, dẫn đến bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu. Nhằm khắc phục và cải thiện các vấn đề liên quan đến tình trạng này, công ty trách nhiệm hữu hạn H2 Forever Group đã kết hợp cùng các chuyên gia về lĩnh vực y học cổ truyền, nghiên cứu ra sản phẩm, thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe trinh nữ vùng da, giúp người tiêu dùng xóa tan nỗi lo lắng về u xơ tử cung, u xơ tuyến tiền liệt. Mình ấy thì là bị coi như là u xơ u vú coi như là nhiều năm nay rồi. Đấy thì là trước đây ấy thì cũng sử dụng rất là nhiều các cái loại sản phẩm đấy, nhưng mà làm gì có hiệu quả đâu. Thế là cũng rất là nóng ruột, thế lên các cái trang mạng rồi là các trang đài báo để mà tìm hiểu. Thì là thấy tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh ấy, bác có chia sẻ về cái sản phẩm trinh nữ vùng da. Cái sản phẩm này ấy thì nó có tác dụng là hỗ trợ cũng như là điều trị u lang, u xơ. Thế sau khi mà sử dụng được 2 tháng ấy, thì là về thì là cũng thấy người là cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Này, đi khám lại thì là thấy bác sĩ cũng có bảo rằng là cái u của mình là tiêu được 80-90% rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe trinh nữ vùng da có thành phần là cây trinh nữ hoàng cung và cây xạ đen, cùng một số vị dược liệu khác như náng hoa trắng, hương hoàng, hoa đu đủ đực có tác dụng hỗ trợ, làm giảm sự phát triển của u xơ lành tính ở nữ giới, phòng ngừa các bệnh lý về tử cung và u xơ tuyến tiền liệt ở nam giới. Đặc biệt, sản phẩm trinh nữ vùng da được bào chế từ các dược liệu có ở trong tự nhiên nên rất lành tính và an toàn. Do đó, sản phẩm không hề gây hại hay gây ra một số tác dụng phụ cho cơ thể. Chính vì vậy, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Chúng ta biết là sản phẩm trinh nữ vùng da thì nó thành phần của nó là 100% từ các thảo dược thiên nhiên, trong đó như là cây trinh nữ hoàng cung này, cây xạ đen, nụ hoa đu đủ đực, náng hoa trắng, hương hoàng, và kết hợp với một số các cái thành phần thảo dược khác nữa, ví dụ như là nga chuột này, ích mẫu, hoài sơn, vân vân. Thế và chúng ta biết là với những cái thành phần này, đây cũng là những cái vị thuốc mà rất hay sử dụng trong các bài thuốc dân gian của cha ông ta, trong cái việc trị các cái bệnh lý về phụ khoa này, rồi là những cái u xơ tử cung, u nang buồng trứng nữ giới và phì đại lành tính tuyến tiền liệt của nam giới. Với những các cái thành phần này phối hợp với nhau thì cũng đã có một cái tác dụng, đó chính là giúp hỗ trợ trong việc giảm kích thước của các khối u nang buồng trứng, u xơ tử cung cũng như là phì đại lành tính tuyến tiền liệt, cũng như là các cái khối u lành tính khác. Về bào chế thì chúng ta biết là đây là một sản phẩm được bào chế dưới dạng cao, và với cái dạng cao này thì sẽ giúp chiết tách một cách tối đa các cái thành phần hoạt chất ở trong các cái thảo dược, và từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho làm tăng cường cái hàm lượng các cái hoạt chất ở trong sản phẩm và giúp cho tăng cường cái tính sinh khả dụng và giúp cho mang lại cái hiệu quả nhanh và mạnh hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Thì chúng ta có thể tham khảo sử dụng sản phẩm trinh nữ vùng da. Được kế thừa những kinh nghiệm quý giá từ dân gian, kết hợp nghiên cứu cùng đội ngũ chuyên gia, áp dụng công nghệ cao trong bào chế thảo dược, sản phẩm trinh nữ vùng da ra đời đã đem đến cho người bệnh giải pháp hiệu quả dành cho căn bệnh u nang buồng trứng, u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến. Từ đó, những nỗi lo về sự gia tăng kích thước và phát triển của bệnh lý được chế ngự và đẩy lùi nhờ vào các thành phần đặc biệt có trong sản phẩm. Chính vì vậy, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trinh nữ vùng da đã trở thành một trong những sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa u xơ tử cung, u xơ tuyến tiền liệt được tin dùng rộng rãi trên thị trường hiện nay. Mình thì bị u xơ tử cung, cái tình trạng này nó khiến cho mình hay bị đau bụng và cũng hay bị rong kinh nữa. Cái đợt trước thì mình bị rong kinh cả tháng luôn, và khi mà quan hệ thì nó cũng khiến mình rất là đau. Mình có được một người bạn đồng nghiệp thì có giới thiệu tới mình cái sản phẩm là trinh nữ vùng da. Sau một tháng là mình đã thấy là cái tình trạng đau bụng này, rồi là cái vấn đề rong kinh của mình đã không còn nữa rồi. Và cái khi mà cái máu kinh nó cũng không bị thâm đen và vón cục như trước. Trinh nữ vùng da được có hơn một tháng thôi thì cái tình trạng của tôi nó cải thiện đáng kể, tôi không còn đau họng, rồi các cái cục u ở chỗ cổ của tôi nó giảm đi đáng kể, tôi ăn ngon hơn và tôi đã ngủ sâu giấc hơn. Bản thân tôi đã từng sử dụng và tôi thấy cái sản phẩm trinh nữ vùng da rất tốt và hiệu quả. Tôi chỉ muốn những ai đang mắc các bệnh về u xơ, u lang, u tuyến tiền liệt thì mọi người hãy tham khảo.
Với sự kết hợp độc đáo giữa các loại thảo dược quý từ thiên nhiên, sản phẩm Trinh Nữ Phùng Da được xem là giải pháp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa hiệu quả nhất cho phụ nữ mắc phải các khối u xơ lành tính và nam giới bị u xơ tuyến tiền liệt, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng.